rồi. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha, đến với kênh Trúc nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 này. Nước bên này rất là trong xanh đó. Trúc đang hướng dẫn đoàn khách đến từ Sài Gòn nha. Bây giờ sẽ hướng dẫn khách đi chụp hình trước, rồi sau đó là mình sẽ chơi các trò chơi biển. Nắng rất đẹp nha, tối chang luôn. Rồi nhìn đây, 2 3 chụp, 2 3 rồi kiểu khác, rồi quá đẹp luôn chị, 2 3 Rồi bây giờ Trúc sẽ đưa mọi người view ở trên cao nha. View này chụp toàn cảnh biển luôn nè. Chị gái chụp quá đẹp. Rồi nhìn đây chị ơi, 2 3 quá là đẹp luôn nha mọi người. Người cần thì cứ liên hệ Trúc là có được album ảnh đẹp ngay và luôn nha. Bây giờ Trúc sẽ hướng dẫn mọi người đến view hồ nước thiên nhiên. View này thì chỗ này có một cục đá hình thành từ thiên nhiên nè. Cục đá nằm ở giữa hồ nước luôn, rất là đẹp. Rồi vô. Rồi chụp cho anh trai nè. Rồi tiếp tục đến anh trai tiếp theo nè. Rồi nhìn đây anh ơi, nhìn đây, nhìn đây. 2 3 vô. Rồi bây giờ là tiếp tục đến cảnh đẹp bàn chân khổng lồ nha. Rồi chị gái ơi, chị nhìn đây, camera nhìn đây nè. Rồi vô, 2 3 quá đẹp. Thì cách di chuyển là từ thành phố Thí Hòa mình đi vào Hòn Nưa thì tầm khoảng 30 km nha. Thì vào này thì các bạn đến bến bè Nổi Đông Lai, và sau đó là Trúc sẽ lấy cano và đưa mọi người qua đảo để mọi người check in nha. Sau đó thì check in xong thì mọi người sẽ được chơi mô tô nước này, chơi cano kéo phao chuối nè, và được lái thuyền súp nha. Đấy, tự nhiên nó tự tạo nên luôn. Bây giờ là đến với cột mốc ranh giới giữa Phú Yên với Khánh Hòa nha. Điểm này là điểm cuối cùng của tỉnh Phú Yên luôn. Rồi vô các chị ơi, vô nè, chụp hình này, 2 3 vô. Rồi xin chào tạm biệt các bạn xem video tiếp theo nha. Để bây giờ mình sẽ hướng dẫn khách chơi các trò chơi biển đó. Mình quay video xong mình sẽ đăng những video tiếp theo nha. Hello, xin chào mọi người. Đây là xe hồ này, dẫn khách đi mà quên bản vít, đau chân quá trời luôn.